Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Mateo. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Bắc Núi Nông, cuộc sống châu Phi. Thì hôm nay anh em mình này quay trở lại gia đình em Gabi nha các bạn. Thì như bữa trước cũng có đến thăm rồi và cũng đã biết là tin là em ấy chủ nhật là làm lễ ăn hỏi đấy các bạn. Cũng như gia đình em cũng đã chuẩn bị một số đồ để giúp em ấy đưa sang nhà gái nha các bạn. Thì hôm trước anh em mình cũng đã nói với bố mẹ em đấy, nào mua được cái gì rồi thì đưa hết về nhà. Để hôm sau anh em mình đến xem không còn thiếu cái gì, không cần những cái gì để giúp đỡ thì anh em mình sẽ đến để đưa em Gabi đi mua đồ nha các bạn. Thì hôm nay đến thì chắc là khỏi rồi. Động viên hôm trước là động viên nhiều lắm rồi. Và nó hơi khỏi rồi mà chủ nhật ăn hỏi ấy. Thì bây giờ mình mang tem mới vào các bạn. Kìa, đang thấy ngồi kìa này. Hả? Gặp. Thôi vậy. Gặp Gabi ra. Đây đây. Công, ra ba sao tôi. Phải là chào các bạn nghe. Ok, chào các bạn, tên là Gabi. Phải là chào các bạn. Chào các bạn. Đôi anh thì ra ba sao. Sì già. Tôi đủ coi giáo phút xê cũng muốn em ra con là rất 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 đủ rất 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 nhiều ơi ê cô mù ê mùi thú ui ê cảm thấy là kì sai à sai à da mùi nè ý nhiều ê toàn váy tây vui á ê cô mù mà cái xe nào bố xe nào bên tia đâu kêu về anh cùng cái xe blusa cùng cái xe là isu de amarelo na cabeça isu tá bem isso é saia saia é saia saia quem você saia mulher tá bem puxa deb chắc là mone này tao mai garan này. Mình cũng chưa biết nè bạn gái của em đấy, người yêu em đấy, vợ sắp tới tương lai như thế nào các bạn. Cái này nhìn cái váy này chắc là người to rồi. Môn teo môn em có thử garan gì á. Cái mai cô mù ai kia kìa. Isso é pano. Pano. É pano. Sim. Isso é sabonete. Ah, sabão, tá quando banha nha bem. Quando casamento também banha bem. Ele é limbo bem. Isso é de acender fogo. Fogo faz como? Eu faço assim, tia, é acender fogo, eu faço fumes. Cozinha. Tá bem. Aí. Colareia de fogo. Isso é de meter no pescoço, brinco. Também meter anê. Aqui tipo feio. Sim. Essa é a parte da mulher. Mulher. Tá bem. Tá bem. É tá bonita. Tá bonito. É que a NB é que tá pequeno. É que sai, tá mais grande. Isso é creme. Ah, creme. Tá bem. Aqui já tem muita coisa. Aqui não faz nada. Uau, já pode comer muita coisa. Eu adoro como. Fata. Fata a roupa do pai. O fato do pai, o fato da mãe, o sapato do pai, o sapato da mãe. Tá bem. Đây là quần áo đấy các bạn, quần áo rồi dép này, nói chung là gia đình nhà em là mua cho bạn gái, mua cho vợ tương lai của em đấy, là quần áo giày dép rồi này, váy rồi này, quần một đũng đủ thứ này, khăn nữa đây, giày dép nhiều lắm. Bên đây là nước ngọt và bia, đây là thuốc lá này, anh chica rồi thuốc lá rồi kem rồi này, xà bông tắm để tắm nó sạch sẽ đấy, thơm tho đấy. Ấy vi nhú. Vinho. Ấy mua rất là nhiều thứ này. Vô mù. À, ấy kìa. Ui giời. Cá
Cachê. Cachê, né? Água do chefe. Eu não gosto de beber cachê. Sou cuca, tá bem? Ah, sim. Veja, tá bem? Ba can rượu này đưa sang nhà nhà ai lên và tu đủ vay căn nhà môn này ê để bôi tu đủ ấy phe me thì bê bao đủ này cả họ nhà gái say để ba can như này mà ca si á nặng lắm này cả họ nhà gái say show out of fata Dubai Fata Dubai Sabato Sabato ini tapi Sim. Ah, já para ele quer o comprar como? Por que quero comprar já para como? Que fato que é o passe normal? Quero igual de João. Ah, eu nem João. Sim. Você não quer quero comprar tipo já para tipo um chefe grande, eu nem Marvin, Aranu, não? Aquela aí tá bom no como vamos casar no casamento. Ah, casamento quando casamento meta agora foi de não meta? Sim, não. Ấy còn thiếu quần áo của em Gabi cũng như của bố mẹ cô dâu tương lai nữa. Ấy còn đây là sinh lễ này là gia đình em mua là tất cả đưa sang nhà bạn gái đấy, à đưa sang nhà phải nói là đưa sang nhà vợ chứ, vợ em đấy. Đấy sinh lễ đưa sang đấy. Đấy nhà gái chỉ có thế đấy các bạn. Đây là thủ tục của người dân bên châu Phi rồi đấy. Ấy nuôi con gái lớn xong là chỉ được có 6 két nước ngọt, 6 két bia cũng như một số rượu này mới là quần áo ít lắm, không nhiều đâu. Đồ ăn thì không có, chỉ có thế này thôi. Nuôi bao nhiêu năm con cô con gái được bao nhiêu năm là sang là chỉ có mấy két bia mấy két nước ngọt nào ông sang là nhắc về. Đấy, thủ tục rất đơn giản. Vớ vẩn là lắm người mà vớ vẩn là không kế hoạch này còn có bầu ở bên đấy xong là đẻ con ở nhà ngoại này nuôi cho con nó lớn này cơ xong mới có điều kiện mới làm lễ cưới rước về cơ đấy. Thủ tục ở bên này nhà gái bên này thiệt lắm, thiệt nhiều lắm. Còn các bạn muốn đem con được ra rồi đi rồi thủ đi rồi thủ ấy 18 năm đấy mười quan đối thì mai mai đa azu đấy thì một e cùng mẹ ấy azu được bình ấy thì rồi thủ thân hùng áo nó sơn nề nào ấy khi bố có đủ cái rồi già dài lên vai vai À, 18 năm chỉ có thế thôi, đơn giản lắm các bạn ạ. Đơn giản xem nào. 18 năm chỉ có thế thôi. Không có gì cả, thế là biếu ông ấy thôi. Đưa qua mấy két nước ngọt, mấy két nước ngọt sang, mấy két bia sang. À, cái tabin vi nhiều á. Đấy, mấy ít rượu sang, cây thuốc lá sang, mấy ít quần áo sang là thôi. Cho các ông không ấy. Tại bình, tôi đủ quát là bình á. Đấy là Gabi, anh còn phải dùng từ công mình của Sì. Đủ em thì ra ba xa. Sì, dạ. Nó mè đủ á. Nào. Sợ gì, nấy vợ sợ gì. Quát là sâu lắm mày. Đấy là để bôi nêu vào Gabi với con bà. Mình cũng bảo lấy vợ sợ gì, lấy vợ ấy. Lấy vợ thích. Thế sau đầu nêu vào Gabi với con bà. Hả? Con bà là Gabi già đã bài mai môn e anh đi đa vô xe môn e nó ra nà đà cho đa ca mê giả ấy cho con gái không giờ đi mua được để mua bộ quần áo này cho bố mẹ vợ mới đôi giày ấy biểu không còn gì nữa em đưa em ra ngoài thị trấn mua các bạn tiếp đó anh áp đi ai áo người ta cùi à mùi nữa. Ok nhé các bạn thì như hôm qua anh em mình cũng đã đưa em Gabi đi mua quần áo nhưng cũng là vì lý do là ngày mai mới tổ chức đám cưới đấy các bạn nên bây giờ buổi chiều hôm nay anh em mình mới đưa em nó về là vì đi mua thêm cá đông lạnh cũng như đùi gà đấy các bạn thì để chiều tối hay sáng mai sớm gì đó người nhà em đấy là để làm đồ ăn đấy, làm đồ ăn cho mọi người đến ăn hỏi ăn đấy các bạn đấy, gần như gọi là ăn cỗ đấy. À, tia là tôi đủ mà theo. Ok. Đấy. Đấy, hôm qua là đưa đi ra thị trấn, là hôm nay là trả về địa phương này. Đây là anh em mình mua một thùng đùi gà cũng như một thùng đùi cá các bạn. Tí vào trong mình sẽ mở cho mọi người xem cũng như tất cả những đồ này để hỗ trợ trong đám ăn hỏi của em đấy. Yeah yeah. Yeah. Bueno. No. Bueno.
Nhà, a minha festa fez de duque, o Fini. Sabia? Sim. Eu já compro um saco arroz, um saco fubá, com frango, com peixe, com óleo. Deixa a minha cedo. Deixa a minha cedo. É com a minha bem, deixa tudo, família. Junto com a minha. Quando dança. Eu vou fazer tudo. Đây là quần áo này các bạn. Đây là cái chính này, cái này. Cái chính quên giới thiệu cái chính. Cái chính là đi hôm qua đưa em ra đi mua quần áo. Đây là quần áo của bố. Của bố vợ tương lai mới là của mẹ vợ tương lai. Anh em về tôi đen từ đủ. Đấy. Đấy, đã văn hóa rồi mà. Họ nhà trai bố vũ đoàn bên kia đang hát hòa bên kia rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Toàn người nhà ở nhà em ở cabin nữa. Ôi chô, ôi chô. Đây là bếp xì của gạch phát lăng của phích anh. Xì. Đấy. Đây là hai, một thùng. Đây là. Đây là thùng đùi gạch khi phát lăng của. Đây là Abanya của nhà, phát lăng của. Abanya mua của nhà. Xe đúng. Xì. Ta bình. Xì. Ai tá muito duro, tem zam, já tem gelo, já tem gelo, vai congelar, já tem um nem, đùi gà đóng đá các bạn, nên là sáng mai mọi người nấu, tiết à, frango, à, cái beshi, này, đi mua, Azita, ui, đây, một thùng cá luôn, một thùng cá. Cất các bạn ra buổi chiều rồi mà cất để sáng mai là làm chuẩn bị tiệc ăn hỏi cho em đấy nhá. Gabin, ơn tôi đủ cô giáo về về tiết à. Thì mình cũng vì công việc mình rất là bận nên các bạn vì công việc của anh em mình rất là bận nên là mình đã đưa tiền cho em Mateo, đưa em Gabin đi đi sắm đồ của bố vợ này. Tá bom. Vamos já. Aqui é... Sogro, hã? Sim. Sogro. Ué, 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 casaco do pai. Ué, ué, ué. Cầm lên. Người nhà cũng, hóng cũng muốn xem. Đấy, cầm lên. Một bộ cầm lên. Ué, ué, ué. Đấy, ngày mai mọi người mới gói, vào cái khăn dày nữa. Ai dày này. Aqui mais. Aqui tem da mãe, tem a roupa do Gabi. Aqui. Essa é do Gabi. Aqui. Ah, do Gabi. Tá com o Gabi, né? Da mãe tá aqui. Đây, đây của mẹ vợ đây. Con đồ ơi, tao bên kia đồ về về. Đấy, áo, mới nè. Áo mới, vải. Vải của mẹ vợ. Đây, đồ cưới đấy các bạn. Ôi, đôi. Đôi bao nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Bonito, đẹp rồi. Tá muito bonito. Ué, 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 ué. Ué. Dày. 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 À đây là đồ của chú rể tương lai. É que você é? Có nó về tiền đã không mẹ? Để em đi xem em chọn đồ của em như thế nào. Một quả áo trắng. Ariad. Ê.
quần này hoa hết này. Chú rể mà. Ê, con đùa. Con đùa, mình phải phê đi đùa của mình ta kì. Hả? Mình phải phê đi đùa của mình ta kì. Cao xa kì. Ở bên này họ màu mè các bạn. Thích hoa sao, có kể nhiều chật. Đó, một bộ quần áo trắng cũng như đôi giày. Một bộ quần áo trắng đôi giày. À, nhưng mà trước mình hỏi là có mua com lê không, nhưng mà em mặc com lê để dành hôm khi nào cưới là mới mặc com lê, chứ ăn hỏi là mặc quần áo bình thường. Thường nên hôm qua anh em mình cũng đã đưa tiền cho em đấy, thì em cũng mua được tất cả những đồ của bố vợ tương lai, mẹ vợ tương lai, cũng như đồ của em đấy nha các bạn. Giờ bắt đầu mới bỏ ra, giờ bắt đầu rồi gói vào những kiểu cái phần quà đấy các bạn đấy, gói vào cái khăn đấy, mai bê đi. Tất cả những cái đồ này là không còn thiếu gì đâu nha các bạn, chỉ chờ sáng mai thôi. Sáng mai là đưa hết sang lên bên nhà gái để làm lễ dặm ăn hỏi đấy các bạn. Thì qua xem trên video của mình thì cũng có chị Hằng Phạm ở Mỹ cũng nhờ anh em mình chuyển quà mừng đám ăn hỏi của em Gabi là 1 triệu tiền Việt Nam mình, và chị Loan ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi mừng đến em Gabi 500.000 tiền Việt Nam mình nha các bạn. Thì số tiền của hai chị Hằng Phạm cũng như chị Loan ở quận 1 Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì của chị Hằng Phạm là gửi mừng em là 1 triệu thì anh em mình đã quy đổi được 20.000 tiền quan gia bên này. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 là 1 triệu. Còn của chị Loan là 1.500.000 thì anh em mình đã quy đổi được 10.000 tiền quan gia bên này. Bây giờ mình thay mặt hai chị này gửi luôn tiền mừng của hai chị đến em Gabi nha các bạn. Gabi, abanya você também faz a fé de dua? Sim. Se nós em Vietnam tem tem a já liga pau no quando vai a ajuda Gabi quando để tao đi fazer a fé de dua bem, né? Aqui. Obrigado, chefe. Come on, Vietnam. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Quando algo lá, faz a como? Vai, fora. Já, tudo coisa já. Aí, né, mọi người, làm cái việc gì, ra làm các bạn. Aí. Ah, cái tao cái là cái gì? Ừ. Đó là cái gì mà nó bông gì? À, nó con đi nha. ZZFZ. Ở đây. Tá bem. Ê kìa, xuống bên dưới. Đang nấu đỗ hầm đỗ này. Ê, cô lên nhà, cô mẹ tàn. Sí, não, cô mẹ mañana na festa. Xô? Cô mù, đem mẹ ra phát xe kìa. Ra phát xe kìa. Tem mạc sang quả tay. Sang quả? À, khoe rồi. Khoe nước ngọt rồi các bạn. Sang quả, kiểu nước bột ngô họ nấu xong rồi họ cho đường vào đây. Để làm nước ngọt đây. Ô anh sang quá. Anh đi sang quá. Tối lắm. Azita fazer. Fina. Đây chị Azita đang khoe là tôi giúp làm nước nước ngọt. Anh ta bông. Nó sao mà nhà bé bé? Mà nhà ông bé bé. Azita. Você muito bom. À, đám cưới thì người dân bên này đấy, à, anh chị em thì họ hàng gì đó đến là lấy bột ngô nấu lên cho là cho đường mà họ làm nước ngọt đấy các bạn. Ô pa đủ thì ok nha các bạn. Thì anh em mình cũng như vừa mình cũng nói đấy, thì hôm qua đón em đi mua giúp mà cho em mua ít quần áo cho em để ngày mai làm ăn hỏi, cũng như giúp em mua món quà dành cho bố mẹ vợ tương lai, và cũng anh em mình cũng giúp em mua thêm chút đồ ăn đấy các bạn, để ngày mai bố mẹ em ấy nấu ăn thì tất cả mọi người tập trung nấu ăn đấy, người nhà người thân tập trung hết ở đây, chắc là đông lắm, ngày mai chắc là đông lắm. Con ở Abanya ấy xe đủ tu đủ gian gì ấy kìa. Vậy xe mèo nữa. Xe. Ok. Đấy, đông lắm. Thì ngày mai anh em mình sẽ lên trên đây cũng như hành trình đưa em Gabi
đi ăn hỏi. Nên các bạn thì ở video này anh em mình cũng xin dừng lại tới đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em mình xin một like, một share, một đăng ký kênh Đông Môn Nùi Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng giúp đỡ nhiều người khoan nhìn lưới Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Alleluia. Ui. Ê, ông là lại thiết kế của nhà đẳng cấp không? Nhà này sơn này. Ê. Cái là tên Lamada. Ui giời. Ê. Nhà to hay mà teo này. Ê. Thôi. Ừ. Cửa. Cái gì à kênh? Bán nu. Bây giờ phát ra cái... Bây giờ phát ra cái gì à mũi tụ bùn đi tụ ạ. À bây. Đã xa Abanya. Abanya cô đơn nhà bình.